Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Nero. Hôm nay mình sẽ chơi con Genji. Mình chơi con này thì dở cực kỳ. Dù có tập được mấy lần mà vẫn dở. Trời ơi, nhiều thế. Đôi lúc bắn lén người ta mà không chết nữa. Hiểu rồi ha. I will not waste this chance. Wow. Heroes never die. Bị này bờ nó pick một cái. I will not falter. Mẹ em chết. Tại vì Niber nó biết. I am repaired. Be wary. This objective has my name written all over it. Yeah. Oh. Lưu về mà ăn cái cục máu không kịp. Chung thì dở vẫn hoàn dở. Giết một chết ba. Hí. Bảy rồi chết. Cái skin này lão quá ha. I will not waste this chance. Heroes never die for a price. Take the point. Don't worry, I got it. Cái skin debut của con Mercy hay. Bizarre làm nhiều cái lọn, làm cái viền nhỏ nhỏ thế. Thấy game nó thú vị hơn nhiều. Trời ơi, chết cái quan hoài ta. Chỉ 4-5. Nhờ ăn được pha. Moving the payload. Let's hurry up. Hơn. Rồi chạy. Nó mạnh quá.
đây. Okay. Tao cầm này vô đây mà mày giỡn. Cứ đùa. Ủa gì vậy? Tôi mới thấy nó đây mà. Dạ. Lại sau lưng nữa. Trời ơi, Hero nó biết hàng chi nãy tao thấy nó đó mà nó tiêu không biết. Chắc tại vô mình dở. Hai bờ mà nó hay quá. Dạ. Hay thế. Một chiếc bẫy. Fire at will. Quyết tâm mới giết mình. Nhưng mình cũng thắng à. Vote cho Mercy, vote cho SB của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video.